Review phim mới. Xin chào các bạn. Tại trường trung học Phù Đồ có 7 lời nguyền kinh dị được lưu truyền trong khu lớp học cũ. Lời nguyền thứ nhất là phòng sinh học bị khóa kín. Vào một buổi tối, một học sinh theo yêu cầu của giáo viên đến phòng sinh học để thay bóng đèn. Bất ngờ một người đeo mặt nạ trắng xuất hiện, khiến cô gái bị treo cổ chết trong phòng. Kể từ đó phòng sinh học bị cấm sử dụng. Lời nguyền thứ hai là phòng in có bàn tay biết bò. Vào một đêm trăng tròn, bàn tay của một nam sinh đã bị mái cắt giấy cắt rụng. Và bàn tay của nam sinh này vẫn còn lang thang ở trong căn phòng in này, nhưng không ai tìm ra. Lời nguyền thứ ba là giếng nước nhuốm máu. Một nữ sinh đang quét dọn vệ sinh sau trường thì người đeo mặt nạ trắng kia lại xuất hiện, đẩy cô gái ngã xuống giếng. Kỳ lạ là nước giếng lại bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Lời nguyền thứ bốn là chiếc đồng hồ tử thần. Một giáo viên đang sửa cái đồng hồ ở tầng 2 thì bất ngờ bị nó đè chết. Lời nguyền thứ năm là hồ bơi không đáy. Một học sinh đang quét dọn trên bờ hồ thì một bàn tay đã kéo cậu ta xuống, dìu nước đến chết. Người ta còn thấy trên cổ chân của nam sinh này có in một bàn tay dính máu. Lời nguyền thứ 6 là bậc thang thứ 13 ma quái. Một nam sinh khi bước lên cầu thang đã vô tình đếm đến bậc 13. Cuối cùng là bị tai nạn đăng xuất luôn. Còn về lời nguyền thứ 7 thì vẫn là một ẩn số. Truyền thuyết cho rằng ai tìm ra chân tướng của lời nguyền số 7 này thì sẽ bị tên mặt nạ trắng giết hại. Tất cả những câu chuyện trên đều là truyền thuyết đô thị của trường Fuka và nó đều liên quan đến tên mặt nạ trắng. Một nhóm học sinh thích trinh thám đã thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, tìm hiểu về những truyền thuyết này. Mục tiêu của nhóm chính là tìm hiểu câu chuyện về lời nguyền số 7 kia, qua đó là xác minh xem tên mặt nạ trắng kia có thật hay không. Câu lạc bộ này gồm trưởng nhóm tên là Lazy, cô nàng xinh đẹp Suki, anh béo Neon, tiểu thuyết gia mới nổi Taco và anh quay phim Tada. Cả nhóm quyết tâm sẽ làm sáng tỏ truyền thuyết này. Sáng hôm nay, ban giám hiệu trường Fuka đã nhận được một lá thư đe dọa của tên mặt nạ trắng, đó là không được phá bỏ khu lớp học cũ. Nếu không, hắn sẽ giết 7 học sinh theo 7 lời nguyền của trường Fuka. Trong lúc mọi người không biết giải quyết thế nào thì phía sau trường khói bốc lên nghi ngút. Thì ra chính là thám tử trung học Daichi đang nướng thịt. Quá quen với những trò tình nghịch này của Daichi nên mọi người cũng không quan tâm. Nói về thám tử trung học Daichi, anh là một người vô cùng thông minh với chỉ số IQ đến 180. Daichi rất thích trinh thám và còn là bạn thanh mai trúc mã với cô nàng Suki trong câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn. Tối hôm đó, tại văn phòng của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, trường nhóm Lazy vẫn đang tìm hiểu về mấy lời nguyền kia. Lúc này tiểu thuyết gia Taco cũng đến, anh ta bắt đầu khoe khoan về độ nổi tiếng của mình, còn tự cho rằng trường nhóm Lazy cũng thích mình nên tự tiện đụng chạm cô gái, kết quả liền bị Lazy đẩy ra và ngã luôn kệ sách. Cô gái nói Taco không có một xíu sức hút nào cả, có khi mấy tiểu thuyết kia là nhờ người khác viết cũng nên. Nghe vậy khuôn mặt Taco liền biến sắc, nhưng là bị nói trúng tim đen, sau đó là ngượng ngùng mà bỏ ra ngoài. Trong lúc Lazy đang dọn dẹp lại kệ sách vừa ngã thì phát hiện trên tường có một thứ gì đó. Cô háo hức ghi lại những dãy số kỳ lạ trên máy tính, sau đó là gọi tất cả thành viên trong câu lạc bộ đến, muốn thông báo một việc gì đó. Nhưng khi Lazy vừa tắt điện thoại thì đã bị tên mặt nạ trắng tấn công, hắn kéo cô gái lê lết trên hành lang trông vô cùng kinh dị. Một lúc sau Luki cũng đến để xem trưởng nhóm thông báo việc gì, vì là buổi tối nên cô còn dẫn theo cậu bạn Daichi đi cùng. Nhưng khi hai người vào văn phòng của câu lạc bộ thì không thấy Lazy đâu cả. Lúc này anh quay phim cùng anh béo cũng đến. Hai người này cho biết Lazy đã gửi cho họ một tin nhắn kỳ lạ với nội dung 10 giờ tối nay sẽ tiến hành lễ hành quyết trong phòng sinh học bị khóa kín. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì bác bảo vệ đã xông vào. Cả nhóm liền bị gọi lên phòng uống nước trà vì tối rồi còn lượn lờ ở trường. Chờ đến gần 10 giờ cũng không thấy Lazy xuất hiện. Bác bảo vệ cùng với Suki và Daichi đã đi tìm kiếm xung quanh. Khi đi ngang qua cửa sổ, Daichi phát hiện bên phòng sinh học ở phía đối diện có ánh sáng. Nhưng đây là phòng luôn được đóng kín, vậy sao lại có ánh sáng phát ra? Lúc này cánh cửa từ từ mở ra, mọi người đứng cổ giả khi thấy Lazy đang treo tòn tang trong phòng sinh học. Bên dưới còn được đốt nến như là nghi lễ gì đó, tên mặt nạ trắng cũng có mặt ở đây. Nhìn yêu mọi người một cái sau đó là lạnh lùng đóng cửa lại. Ngay lập tức ba người liền chạy qua bên phòng sinh học, nhưng khi đến nơi thì cửa đã bị khóa trong, chìa khóa cũng không có. Lúc này thầy giáo vật lý đang chấm thi ở phòng bên nghe tiếng động cũng chạy qua, tiếp theo là anh Bập và anh quay phim cũng đến. Mọi người hợp lực phá cửa xông vào trong, nhưng kỳ lạ là bên trong không có gì cả, các cửa sổ thì đã bị khóa trái. Nhưng lúc nãy chính mắt ba người nhìn thấy Lazy bị treo ở đây cơ mà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây? Lúc này tên tiểu thuyết gia cũng đến, nghe câu chuyện, tên này còn cho rằng đây chỉ là trò đùa của Lazy mà thôi, nghe vậy mọi người quyết định giải tán ra về. Riêng chỉ có Daichi thì vẫn thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ. Sáng hôm sau, khi mọi người đến trường thì phát hiện Lazy đang treo tòn tang, đăng xuất trong phòng sinh học, cảnh tượng giống y hệt hôm qua mà ba người Daichi đã nhìn thấy, cảnh sát ngay lập tức có mặt để điều tra. Phụ trách vụ án là thanh tra Mochi, những người có mặt ở trường vào tối hôm qua đều được gọi đến để lấy lời khai, phục vụ điều tra, thầy vật lý thì ở lại chấm bài thi, bác bảo vệ thì trực ca đêm, còn những người trong câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn thì được nạn nhân gọi đến. Thanh tra Mochi liền thẩm vấn hết tất cả mọi người nhưng cũng không có thêm manh mối gì. Đây rõ ràng là một vụ án mật thất giết người,
Vì đây là căn phòng bị lời nguyền nên nó vẫn luôn đóng kín, không có chìa khóa. Lúc mọi người chạy đến hiện trường thì cửa vẫn còn khóa, phải phá cửa mới xông vào được. Bên trong các cửa sổ lại bị khóa trái. Vậy hung thủ làm cách nào để dọn dẹp hiện trường nhanh như vậy? Nếu vật lý không lý giải được thì có lẽ do tâm linh. Mọi người suy đoán có thể là Lazi đã phát hiện ra bí mật của lời nguyền số 7 nên mới bị tên mặt nạ trắng giết chết. Việc này khiến cả nhóm hoang mang vô cùng. Ở một diễn biến khác, anh béo đang gặp tên tiểu thuyết gia. Anh béo nghi ngờ chính tên này đã giết chết Lazi vì cô ấy đã biết bí mật của tiểu thuyết gia. Bí mật đó là những tiểu thuyết giúp ta cô nổi tiếng không phải do anh viết mà như người khác viết hộ. Nghe vậy, tiểu thuyết gia vô cùng tức giận, hắn bắt đầu xúc phạm, xỉa sói anh béo, nói anh béo vì đố kỵ với hắn nên mới bịa ra chuyện này. Vì khinh thường, máu điên của anh béo nổi lên, anh lấy một cái cây tấn công làm tiểu thuyết gia bị thương, tên này sợ quá cũng quay đầu bỏ đi. Vừa đi được một lúc thì tiểu thuyết gia lại thấy anh quay phim, hắn liền kéo anh ra một góc để nói chuyện. Tiểu thuyết gia hỏi có phải anh quay phim đã nói bí mật của hắn cho anh béo nghe, nhưng anh quay phim nói mình không có làm, thì ra những tiểu thuyết giúp ta cô nổi tiếng đều là do anh quay phim viết. Tối hôm đó, anh béo vẫn còn đang điên tiết, anh đi xé hết những poster quảng cáo của tiểu thuyết gia. Anh cho rằng tên này giả tạo, không xứng đáng được dán hình ở khắp trường. Trong lúc đang xé tấm hình trong văn phòng của câu lạc bộ bí ẩn, tên mặt trắng bất ngờ xuất hiện tấn công anh béo. Hắn dùng một cây búa truy sát anh béo đến chết. Sáng hôm sau, xác của anh béo được phát hiện ở trong phòng in, cũng là căn phòng của lời nguyền số 2. Nguyên nhân chết là do bị búa đánh vào đầu. Những lời nguyền ở trường Fuka lần lượt được thực thi khiến vụ án càng trở nên kỳ lạ. Ngay lập tức, tiểu thuyết gia liền bị cảnh sát gọi lên uống nước trà vì đã có xô xát với anh béo sáng hôm qua. Thanh tra Mochi cũng đã biết Taco nổi tiếng là nhiều người viết hộ. Vì anh béo và Lazi đã biết bí mật này nên Taco mới giết người bịt miệng. Đây chính là động cơ giết người hoàn hảo. Nhưng tiểu thuyết gia vẫn đinh ninh là mình không có giết người. Tối hôm đó ở văn phòng, anh quay phim đã nói với Daichi và Yuki chính mình là người đã viết tiểu thuyết giúp Taco. Và có thể vì chuyện này nên tiểu thuyết gia mới giết người. Nhưng Daichi cho rằng hung thủ không phải là do tiểu thuyết gia làm. Tối hôm đó anh quay phim đã quay lại tất cả nên mọi người bắt đầu xem lại đoạn video. Vì từ lúc nhìn thấy Lazi treo cổ đến lúc tiểu thuyết gia xuất hiện ở phòng sinh học thì chỉ có 3 phút, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào thu dọn hiện trường kịp được. Nhưng như vậy thì ai mới là hung thủ đây? Trong lúc ba người đang đi về thì Yuki phát hiện mình đã đánh rơi đồ nên quay về văn phòng để tìm. Trong lúc tìm kiếm, vô tình Yuki va phải cái máy tính làm màn hình nó sáng lên, như thế Yuki đã thấy được những chữ số kỳ lạ mà Lazi để lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên mặt nạ trắng ở phía sau đã đánh Yuki bất tỉnh, sau đó là xóa luôn lời nhắn mà Lazi để lại. Chờ lâu quá nên anh quay phim và Daichi đã quay lại tìm. Daichi phát hiện ra vết máu thì vô cùng lo lắng, nghĩ đến lời nguyền thứ ba chính là cái giếng sau trường, hai người lập tức chạy đến đó. Yuki đúng là đang nằm ở đây, nhanh chóng cô gái được đưa đến bệnh viện, tuy vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng làm Yuki lâm vào hôn mê. Nhìn bạn thân như vậy, Daichi quyết định phải làm sáng tỏ việc này, tìm ra tên mặt nạ trắng kia. Daichi đến gặp thanh tra Mochi để kiếm thêm thông tin. Ông cho biết vào 10 năm trước cũng có một cô gái vì điều tra về lời nguyền của trường Fuka nên đã bị mất tích. Chính cảnh sát Mochi còn nghĩ có thể nào do mấy lời nguyền kia gây ra không, nhưng Daichi khẳng định không có ma quỷ gì ở đây cả, tất cả đều là do con người làm và cậu sẽ bắt được tên hung thủ này. Daichi và mắt kính đến thư viện muốn tìm thêm thông tin về vụ án 10 năm trước. Daichi phát hiện ra 10 năm trước đây, ở trường Fuka chỉ có 6 truyền thuyết, chứ không phải 7 như bây giờ. Như vậy là lời nguyền số 7 xảy ra trong 10 năm trở lại đây. Hai người tiếp tục đến gặp thầy vật lý để hỏi thêm, vì ông dạy ở đây lâu năm nên có thể biết nhiều thứ. Thầy vật lý cho biết vụ án thứ 7 xảy ra trong một phòng học âm nhạc cũ, có một nữ sinh và thầy giáo hứa hẹn cùng nhau tự sát, nhưng đến cuối cùng người thầy không dám làm, khiến cô nữ sinh bị chết một mình, máu cô nữ sinh đã nhuộm đỏ hết sàn nhạc, kỳ lạ là có lau thế nào cũng không hết. Kể từ đó căn phòng kia được gọi là phòng âm nhạc đỏ tươi. Nhưng điều khiến vụ án này trở nên bí ẩn là không ai biết căn phòng âm nhạc đỏ tươi này đang ở đâu trong trường Fuka cả. Daichi và anh quay phim trở về tìm tài liệu về các phòng âm nhạc này, nhưng không phát hiện được gì cả. Lúc này Daichi nhìn thấy cái laptop đã bị đóng lại, anh mở ra xem thì phát hiện vết máu trên đó. Daichi nhớ lại hôm qua khi mọi người đến, máy tính này vẫn còn mở mà, sao bây giờ nó lại gặp lại. Daichi liền suy luận có khả năng Yuki đã xem được gì đó trên máy tính và bị tấn công ở đây. Anh liền kiểm tra cái laptop nhưng mọi thứ đã bị xóa hết. Nhưng may mắn là tối hôm đó, anh quay phim đã quay lại tất cả, cũng vô tình quay lại được cái laptop và những con số mà Lazi để lại. Với sự thông minh của mình, Daichi liền nhận ra bí ẩn trong đó, anh liền giải mã những dãy số này. Sau đó là chạy đến tấm poster của tiểu thuyết gia ở trong phòng, lúc này anh đã biết được động cơ giết người của hung thủ. Bây giờ chỉ còn giải mã mật thất giết người trong vụ án đầu tiên mà thôi, anh liền đến phòng sinh học để điều tra, lúc này thanh tra Mochi cũng ở đây. Quan sát một hồi, Daichi quyết định thực nghiệm lại hiện trường.
để anh quay phim đứng ở vị trí xác chết, còn mình và thanh tra Mochi đi qua cửa sổ đối diện, nơi là lúc đầu anh cùng Yuki và bác bảo vệ đã thấy Laji bị treo cổ, sau đó Daichi và thanh tra cố hết sức từ chạy đến hiện trường. Kết quả là mất 51 giây, đúng là trong thời gian này không thể nào xử lý cái xác được, vậy hung thủ làm cách nào đây? Trong lúc đang bế tắc thì vô tình tấm gương trên tường đã giải thích những thắc mắc trong lòng Daichi. Anh liền báo cho thanh tra tập hợp tất cả những người đã có mặt ở hiện trường vào đêm hôm đó lại, anh sẽ phá giải vụ án này. Vài phút sau tất cả đã tập trung chỗ cửa sổ, nơi nhìn thấy án mạng lần đầu tiên, bất ngờ mọi người thấy trong phòng sinh học ở đối diện cũng phát sáng. Sau đó là hình ảnh Daichi đang treo toàn tang, bên cạnh còn có tên mặt nạ trắng, giống y hệt như là buổi tối hôm đó, mọi người ngay lập tức chạy đến hiện trường, nhưng không thấy gì cả, chưa hiểu chuyện gì thì tên mặt nạ trắng đã xuất hiện ở phía sau, thì ra đây là Daichi. Đây chính là mánh khóe mà hung thủ đã sử dụng, vốn dĩ hiện trường vụ án không phải ở phòng sinh học này, mà là ở phòng vật lý bên cạnh. Tối hôm đó sau khi giết chết Laji, hung thủ đã đem cô treo lên trong phòng vật lý. Sau đó hung thủ đã sử dụng một tấm gương lớn để trước cửa phòng sinh học, cho nó phản chiếu lại toàn cảnh trong phòng vật lý. Hung thủ còn đổi bảng tên phòng vật lý thành phòng sinh học, cộng với ánh sáng của những ngọn nến. Nên thứ mọi người nhìn thấy ở cửa sổ đối diện chính là hình ảnh phản chiếu trong gương ở phòng vật lý. Trong thời gian mọi người chạy đến hiện trường thì hung thủ đã dọn tấm gương đi. Đây chính là mánh khóe của vụ án mật thất giết người, và hung thủ không ai khác chính là thầy giáo vật lý. Vì chính ông mới có thể tùy ý sử dụng phòng vật lý, lúc này ông thầy vẫn còn chối. Ông nói mình chỉ ở trong phòng để chấm bài thi, với lại ông không có động cơ gì để giết người cả. Nói đến động cơ giết người, Daichi dẫn mọi người đến văn phòng của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn để giải thích. Nơi đây chính là bí ẩn của lời nguyền số 7, phòng âm nhạc đỏ tươi. Daichi cho biết trong 7 truyền thuyết đô thị ở trường Fuka, 6 cái đầu là do học sinh tự bịa ra, nó không có thật, và cái thứ 7 này là do thầy vật lý tự bịa ra để bảo vệ bí mật được cất giấu trong căn phòng này. Thì ra những chữ số mà Laji để lại là tọa độ của các quốc gia, ghi hết ra và tập hợp những chữ đầu lại, ta sẽ được nội dung là xác người vùi trong tường. Nói xong, Daichi chạy đến tháo tấm poster trong phòng ra, để lộ một lỗ hổng trên tường, bên trong nó là xác khô của một người. Daichi cho biết đây chính là xác của cô nữ sinh mất tích 10 năm trước, mọi việc mà thầy vật lý làm chính là để che giấu cái xác này. Tối hôm đó khi thu dọn kệ sách, Laji phát hiện ra cái lỗ trên tường, kết quả liền bị thầy vật lý sát hại. Sau đó không biết phải che cái lỗ này thế nào, hung thủ đã dán tấm poster của tiểu thuyết ra để che lại, nhưng quá đen cho anh mập là anh lại đi xé mấy tấm poster này, kết quả cũng bị thầy vật lý giết chết, và Yuki cũng vậy. Biết không thể chối cãi được nữa, thầy vật lý bắt đầu kể lại. Vào 25 năm trước, lúc đó ông chưa làm thầy giáo mà đang làm việc tại một công ty xây dựng. Trong lúc đang thi công một công trình, đội thi công đã vô tình làm vỡ ống khí độc, làm 6 công nhân mất mạng, nếu để việc này bị lộ ra ngoài thì công ty coi như tiêu đời. Nên bên phía công ty đã ra lệnh cho thầy vật lý phải giấu đi chuyện này. Cùng lúc đó công ty cũng đang xây dựng khu lớp học cũ này. Ông thầy liền đem xác của 6 công nhân đó chôn dưới đất ở đây để phi tang. Sau đó ông được công ty cử đến dạy học ở trường Fuka để bảo vệ bí mật này. Mọi chuyện cứ thế trôi đến 10 năm trước, khi một cô nữ sinh tò mò đã điều tra về 6 truyền thuyết của trường Fuka, cô đã vô tình phát hiện xác của mấy công nhân dưới sàn nhà. Không còn cách nào, thầy vật lý đành giết chết cô gái trong phòng âm nhạc, sau đó là giấu xác ở trong tường. Còn đồn thổi về lời nguyền thứ 7 tại trường Fuka để cái xác không bị phát hiện, thầy vật lý cho biết ông cũng đã rất mệt mỏi khi phải sống trong tội lỗi biết bao lâu nay. Bất ngờ bác bảo vệ đã lao đến tấn công ông thầy vật lý, thì ra cô nữ sinh bị giết 10 năm trước chính là con gái ông. Ông xin vào làm bảo vệ cũng là để điều tra về vụ mất tích của con gái, đến giờ lại tìm thấy xác con gái ở trong tường, chứng kiến cảnh tượng trên khiến mọi người không khỏi đau lòng. Cuối cùng vụ án đã kết thúc, Yuki cũng đã tỉnh lại, thi thể của 6 công nhân kia cũng được cảnh sát khai quật. Chứng kiến bàn phá án đỉnh cao vừa rồi của Daichi, thanh tra Mochi rất là ấn tượng, hy vọng có thể hợp tác với cậu thám tử trung học này trong những vụ án sắp tới. Còn anh quay phim cũng quyết định sẽ không viết tiểu thuyết giúp ta cô nữa, mà anh sẽ theo Daichi đi phá án. Phần 1 của phim cũng kết thúc ở đây. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!